ba bảo bối của nhà A Trân. Câu chuyện này được xảy ra vào thời chiến tranh. Sau khi kẻ thù xâm chiếm, rất nhiều người rời khỏi gia đình đi bảo vệ tổ quốc. A Huy cũng từ biệt mẹ và người vợ mới cưới là A Trân, rời bỏ thị trấn nơi mình sinh sống để đi kiếm tiền. Ê da, gà bé nhỏ, gà nhỏ này đi từ đâu mà đến đây vậy? Xem ra chú nhóc này đói rồi đây. Nè, đến đây, ở đây có chút bánh màng thầu, ngươi mau ăn đi. Lúc này, từ trong bếp vọng ra tiếng mèo kêu rất lớn. Gà nhỏ kinh ngạc, vội vàng nấp vào phía sau lưng của A Trân. Lúc này, mẹ chồng ôm con mèo từ trong bếp đi ra. Bà cũng vừa nhìn thấy con gà nhỏ đó. Ồ, con gà nhỏ này từ đâu đến vậy hả? Dạ con không biết nữa, nó tự chạy đến đây đó. Ngay trong lúc đó, con mèo trong vòng tay của mẹ chồng nhảy ngay xuống lập tức. Sau đó, nó chạy đến trước mặt con gà nhỏ. Nó hiếu kỳ, thò chân ra dỗ dỗ lên thân của con gà. Gà nhỏ sợ hãi, vội vàng thụt lui lại. Tiểu bố à, đừng làm nó bị thương. Đột nhiên nó đến nhà chúng ta, vậy chúng ta hãy nuôi nó đi. Như vậy cũng được. Có nó, khoảng sân nhỏ của nhà chúng ta thiệt là náo nhiệt hơn. Đúng đó, từ khi A Quy rời bỏ gia đình ra ngoài kiếm tiền, ngoài sân nhà nhỏ chúng ta giống như là thiếu đi sức sống vậy. Nuôi thêm mấy con động vật nhỏ này cũng tốt, khoảng sân nhỏ thêm sức sống. Nói không chừng A Quy có thể trở về sớm hơn. Vậy là con gà nhỏ ở lại trong khoảng sân nhỏ đó chẳng mấy chốc. Nó đã trở thành một con gà trống to lớn, cao đẹp. Đồng thời cũng trở thành đôi bạn với con mèo nhỏ là A Bố, cả ngày cùng nhau đùa giỡn. Tuy nhiên, cả hai chúng nó đều mang đến một chút sinh khí cho khoảng sân nhỏ này, nhưng A Quy cũng không thấy quay trở về. Bác sĩ, mẹ chồng tôi bà ấy thế nào rồi? Cuối cùng bà ấy là bệnh gì vậy? Bà ấy chỉ là đang nhớ con trai của mình, thậm chí ăn ngủ không yên. Cuối cùng đưa đến thân thể bị suy nhược cùng cực. Đúng đó, mấy ngày nay mẹ chồng tôi bà ấy luôn gọi tên A Quy, cơm cũng không màng ăn nữa. Nếu như vậy là bà ấy bị tâm bệnh rồi. Tôi chỉ cần điều tiết thân thể của bà ấy một chút là được. Tâm bệnh thì không có cách nào chữa trị. Dân, thưa bác sĩ, vậy ông cho bà ấy điều tiết thân thể trước đi ạ. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà chế độ ăn uống nhất định phải theo kịp mấy ngày này. Có thể hầm một ít canh gà để bà ấy bồi bổ cơ thể không? Ừ, dạ được. Cơ thể của mẹ, mẹ tự biết. Ta không có bệnh gì hết, đừng mời bác sĩ làm chi cho tốn tiền. Mẹ à, cơ thể của mẹ chỉ là quá suy nhược, không có vấn đề gì lớn đâu. Mẹ không cần phải quá lo lắng, chỉ cần bồi bổ thì sẽ khỏe lại ngay thôi. Từ khi A Quy ra ngoài kiếm tiền, nhà chúng ta cũng chưa nhận được tiền nó gửi về, cũng không biết khi nào nó mới trở về nữa, cho nên chúng ta vẫn phải tiết kiệm con à. Sức khỏe của mẹ chồng ngày một sa sút, mỗi ngày chỉ có cải xanh, màn thầu dinh dưỡng là không đủ, mình nhất định phải nghĩ cách thôi. Đúng rồi, trong nhà mình chẳng phải là có nuôi một con gà hay sao? A Trân quay vào nhà lấy ra một con dao. Con gà trống to nhìn thấy trên tay A Trân đang cầm một con dao, nhưng nó không hề bỏ chạy. Nó vẫn đứng ở đó, luôn nhìn A Trân. Cô ấy giơ tay tóm lấy con gà trống lớn, sau đó đưa dao lên kề vào cổ của nó. Con gà trống lớn vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của A Trân. Lúc này, con mèo nhỏ A Bố vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nó kêu lên một tiếng thật to, sau đó chạy đến bên chân của A Trân kêu dồn dập, hình như đang thỉnh cầu với cô. A Trân nhìn con gà trống lớn trong tay mà nước mắt rơi lã chả trên con dao. Con gà trống lớn nhìn thấy cô rơi nước mắt như vậy, nó bèn phát ra tiếng kêu cục cục, hình như đang an ủi cô ấy. Để nó lại đi, sức khỏe của mẹ chưa tệ như vậy đâu. Có nó và A Bố khoảng sân nhà nhỏ mới náo nhiệt hơn con à. Hả? Mẹ ơi, sao mẹ lại ra đây vậy? A Bố nó kêu thống thiết như vậy thì ta đâu có thể an tâm nằm ở đó cho được chứ. A Trân à, để nó lại đi con, ta không sao đâu.
trong thời buổi hỗn loạn này, có thể vui vẻ mà sống, đây cũng là một việc tốt đẹp rồi con. Qua một thời gian, sức khỏe của bà mẹ chồng dần dần bình phục. Nhưng bà vẫn còn nhớ đến A Quy, con trai của mình. Hy vọng có một ngày, anh ấy có thể sớm trở về. Mẹ ơi, trời tối rồi, chúng ta vào nhà đi nha mẹ. Ơi, được rồi. Ây à, tiếng gì vậy? Chẳng phải là A Quy trở về hay sao? Bà ấy nhanh chân bước ra cửa, mở liền cánh cửa. Nhưng chỉ thấy bên ngoài cửa có một con chó nhỏ đang cào cửa không ngừng. Hả? Con chó nhỏ? Con chó nhỏ này còn chưa dứt sữa, sao mà nó chạy đến đây vậy chứ? Mẹ của nó đâu? Chú chó nhỏ này nhìn dễ thương quá đi mẹ. Lúc này, con gà trống lớn và con mèo nhỏ A Bố cũng chạy ra xem. Hai đứa chúng nó quay quanh con chó nhỏ này, nhìn tới nhìn lui không ngừng. Con gà trống lớn dùng mỏ cả nhẹ nhẹ vào cái đuôi con chó nhỏ đang ngoe ngoẩy. Và con mèo nhỏ thì thò chân sờ vào đầu con chó nhỏ, giống như là đang thân thích với nhau vậy. Xem ra chúng nó rất có duyên. Chỉ bằng chúng ta giữ con chó nhỏ tội nghiệp này lại, đợi nó lớn lên thì có thể giữ nhà cho chúng ta. Con cũng nghĩ như vậy đó. Chúng ta gọi nó là A Qua được không? A Qua, hoan nghênh ngươi đến nhà của chúng tôi. Như vậy, gà trống lớn, con mèo nhỏ A Bố và con chó nhỏ A Qua cùng sống chung trong một khoảng sân nhỏ của nhà A Trân. Chúng nó đến làm cho khoảng sân nhỏ tràn đầy sức sống. Con xem A Qua nó lớn nhanh ghê chưa? Không bao lâu nữa, nó có thể giúp chúng ta giữ nhà rồi. Dạ đúng rồi. Thật không ngờ, ba đứa nhỏ chúng nó rất hợp với nhau, giống như là huynh đệ tình thân vậy. Phải đó, có chúng nó chạy tới chạy lui suốt ngày trong khoảng sân nhỏ này cũng thấy rất là vui. Ơi, lúc nhỏ thằng A Quy cũng giống như nó vậy, thích chạy tới chạy lui trong cái sân nhỏ này. Ồ, mẹ à, đợi anh A Quy trở về, chúng con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẩm để khoảng sân nhỏ của chúng ta thêm náo nhiệt nha mẹ. Được đó, nó ra ngoài lâu như vậy rồi. Sao mà ngay cả một lá thư cũng không gửi về nữa? Ây da, chú chó nhỏ như vậy mà biết giữ nhà rồi hả? Đương nhiên rồi, A Qua nó thông minh lắm. Được rồi A Qua, đừng có sủa nữa con. Ông ấy là hàng xóm của nhà mình. Ây da, gà và mèo của nhà chị có phải cũng biết giữ nhà không? Ba đứa chúng nó là bạn bè với nhau, hai đứa chúng nó đến giúp A Qua đó mà. Mèo, gà trống và chó rút cuộc có thể trở thành bạn, thật là hy hữu nha. À đúng rồi, chúng ta vào nhà đi, tôi có việc quan trọng muốn thông báo với mọi người. Có việc gì mà quan trọng dữ vậy? Đi, chúng ta vào nhà rồi nói. Hả? Chú nói cái gì? Có tin tức của A Quy rồi hả? Quá tốt rồi, còn biết nhất định A Quy sẽ bình an vô sự mà. Tạ ơn trời đất, A Quy hiện giờ đang ở đâu vậy chú? A Quy bây giờ tham gia quân đội nhập ngũ rồi. Đây, chị xem tin của cậu ấy gửi về nè. Quả nhiên là thư của A Quy gửi về rồi. Sau khi mọi người xem xong thư, nhất định phải đem thư đi đốt đi. Nếu để quân địch biết thì tệ lắm đó nha. Dạ được, thật sự rất cảm ơn chú. A Trân và mẹ chồng không nỡ đem lá thư này đi đốt. Họ xem xong, đem lá thư cất đi. Tuy nhiên, trong thôn, trưởng làng an ninh giả làm việc cho kẻ thù, không biết tin tức từ đâu đưa đến, đột nhiên mang người xông thẳng vào nhà của họ. Con chó nhỏ này thân hình không to, nhưng nó rất là lợi hại. Đừng khiêu khích tao. Nếu mà khiêu khích tao, tao mà để con chó quân đội của tao cắn một phát là mày chết tươi. A Qua, đừng có sủa nữa con. Bảo an đại nhân, hôm nay ông đến đây có việc gì vậy? Tôi nghe nói con trai bà đang đi lính. Tôi nói cho bà biết, nếu người dân trong thị trấn muốn đăng ký đi lính và không thông qua chúng tôi, vậy thì đừng có trách sao tôi không khách sáo. Bảo an à, anh Quy nhà chúng tôi mãi không có tin tức gì, thì làm sao nói là anh ấy đang đi lính được chứ? Thật vậy không? Tôi đã nhận được tin tức chính xác. Mấy ngày trước, A Quy vừa mới gửi cho các người một lá thư. Ai nói vậy chứ? Việc này căn bản là không hề có. Đúng không? Vậy hãy để chúng tôi lục soát thì mới biết chắc có hay không. Không được. Ông có tư cách gì mà đòi lục soát nhà tôi? Chúng mày là những quân cướp hung tợn. Lời hai người họ ra đây cho tao. Đừng cử động. Tụi mày là những quân cướp hung tợn. Mau thả chúng tao ra. Vào trong lục soát cho tao. Lục soát cho kỹ vào. Dạ.
Ây da, con chó nhỏ này thật là hung tợn. Con chó nhỏ chết tiệt còn dám cản đường tao. Phải cho con chó nhỏ quân đội của tao ra mới được. Đã lâu rồi, nó không có vận động. Hôm nay, để cho mày xem cái gì mới gọi là chó dữ. Tiểu Qua đâu phải là đối thủ của con chó quân đội. Trong chớp mắt, nó đã bị đè xuống đất. Sau khi chó quân đội đè Tiểu Qua xuống đất, bèn nhe răng, sắc nhọn cắn vào nó. Đừng làm Tiểu Qua bị thương mà. Con chó quân đội của tôi, con gà chết tiệt, tao phải giết mày. Ây à, đây là cái gì vậy? Đau quá. Con mèo chết tiệt, dám cào tao bị thương. Đau quá, thật là chết tiệt mà. Bảo an à, vết thương trên mặt của ông khá là sâu, phải mau xử lý đi. Chúng ta đi thôi. À bố à, thật xin lỗi ngươi nha. Em chỉ bảo vệ chúng tôi mà đã bị thương nặng như vậy. Chúng ta không thể ở đây được nữa rồi con. Tụi bảo an nó không buông tha cho chúng ta đâu. Chúng ta đến tị nạn nhà người khác trước đã. A bố, A Qua và gà trống lớn đã hiệp sức bảo vệ người nhà. Mẹ chồng và A Trân, hai người cũng chăm sóc bọn chúng không rời bỏ. Quả nhiên, không bao lâu chiến tranh kết thúc, A Quy cũng bình an trở về. Cùng mẹ và thê tử một nhà đoàn viên, trải qua cuộc sống không lo, không phiền. Nam mô A Di Đà Phật.